hiểm rồi, hồng đỏ rồi. Đây này, có cái hồng hồng kìa. Cái hồng hồng kìa. Hồng kìa. Đi qua em để ý nhỉ. Lâu đoạn nhất cũng lên đi. Xuống cầu xem vớt cái con bé nhảy trên cầu Tỉnh Húc cái hàng ơi. Đi xuống đây ngay đi. Cho vớt đây này, vẫn đang đậy chiếu này. Hai bàn chân nhìn thấy chưa? Hải ơi, xuống cầu An Hòa mình xem này.
Tuấn Anh đã xuống tận nơi rồi, cái Tuấn Anh. Trong đây xem 50 mét. Ừ, đây đây nổi ngay ở cầu Ân Hòa mình như này. Vừa nổi đây. Họ đang đắp chiếu này. Ừ, vụ cầu Tình Húc đây. Bây giờ mình đang khênh quan tài. Sợ cứt gì mà sợ. Sợ là còn hóng. Phóng to ra tí nữa. Cái độ sợ là còn hóng sao. Không, ở cầu An Hòa mình ở mà em nổi ở cầu An Hòa mình ấy. Xuống nhá. Đây này. Chị rét quá đang run cầm cập ấy Hòa ơi. Này, đang đưa quan tài xuống. Cầu gió lồng lộng em. À, Phương Thiện ơi, cầu An Hòa em ơi. Quay xuống đấy. Cầm điện thoại cho chắc rời phát. Chín ơi, xuống đây xem Chín ơi. Ôi may nước này nhỏ, còn nước to thì chắc là không thấy ở đây, chắc đi máy đâu.
đang ở cầu gần cạnh nhà em đang vớt cháu bé 18 tuổi mang bầu 4 tháng chết hôm mùng 1 Tết nhá. Cái cầu thì hôm mùng 1 Tết. Con lấy về lấy áo đi con. Hôm nay xác hôm nay bắt đầu mấy người ở gần cầu Tình Húc hay sao ấy. Ừ, chắc tất ở đây rồi, đông lắm chẳng biết là ai. Vì mình đứng ở trên cầu. Đứng ở giữa sông. Ừ, cầu An Hòa luôn nhá. Ừ, lâu quá đợi mãi mà không thấy vớt lên xem. Ờ, trôi thấy luôn ở cầu An Hòa. Bởi vì chỗ này nước sông là rất là cạn này. Để em thấy nó đây này. Đây này, nước sông cạn lắm ấy.
Ừ, tiếp live stream kiểu đến gần 300 bao nhiêu người xem chứ. Đây chị ơi, ở cái chiếu đây chị, người ta mới đắp chiếu. Ừ, Huyền ơi, có cháu bé 18 tuổi và đang mang bầu 4 tháng. Không biết là lý do như nào với gia đình hay là chồng hay như nào. Cháu ấy nhảy cầu từ hôm mùng 1 Tết nhá. Nhảy cầu từ hôm mùng 1 Tết mà hôm nay mùng 6 mới thấy xác nổi ngay ở gần nhà chị. Đây em phóng xa cho mọi người nhìn. Rất là xa đấy, xa lắm ấy. Người xem đông ơi là đông luôn ấy. 396. Ai ở gần cầu An Hòa thì xuống ngay để xem nhá. Ôi đông lắm ấy. Phóng do phóng gần quá mờ. À, chưa đưa lên bờ đâu em ơi. Người nhà vừa xuống. Anh có đứng đây với cô này mà thầy đéo mặc quá đấy. Đây. Ừ. Xong là trả lời mọi người nhá. Cho xa ra nhá để bởi vì vẫn chưa ấy. Người rồi, đây người đắp chiếu nhá. Đây người đang đắp chiếu, vẫn đắp chiếu ở đây chưa vớt lên này. Mọi người nhìn thấy hai cái bàn chân của bạn thò ra đằng sau chiếu nhá. Mình cũng không biết là khi nào mới vớt được. Ừ, mạng nó yếu, vừa thấy kết nối mạng yếu. Tuổi mà đang mang bầu 4 tháng. Chẳng biết lý do như nào mà giữa hôm mùng 1 Tết ấy nhảy cầu. Cái cầu đấy cũng mới thông được có mấy tháng thôi. Không xuống dưới đâu, xuống dưới xa lắm, xa ra tít đằng kia mà không phải tại cái mắt của mình nó đang đau. Ở cầu An Hòa nhá. Ừ, tìm thấy được rồi đấy. Đây này, em mới nổi luôn tại cầu An Hòa. Đấy, em mới vẫn đang đắp chiếu chưa được vớt lên. Ấy, trời ơi. Cháu bảo áo quan rồi hả? Hay vẫn đắp đấy? Vẫn đắp à? Vẫn đắp đấy à? Chưa hay xa lắm, không phải gần đâu. Đi đây này, áo quan vẫn để ở trên bờ. Cột điện trên này được kìa. Bây giờ phải ra tít trên kia kìa mới xuống được. Không, nếu là áo đỏ là đúng cháu thì không sai gì đâu. Bởi vì mà từ trên kia xuống đây không có một người nào áo đỏ mà. Nhưng mà áo thân thời áo đỏ.
trẻ. Em gái 18 tuổi đang mang bầu 4 tháng. Trẻ mà. Ôi giời, chết rồi, con Dung với con Nguyệt nó đâu rồi? Em vẫn... Hai đứa nó đâu nhỉ? Sáng ấy đi khám mắt rồi, bác sĩ bảo là mắt không bận gì nhá. Cầu An Hòa dưới ở Vĩnh Lợi nhá, cầu An Hòa, ngay tại cầu An Hòa. Mình cũng không biết gia đình nhà họ ở chỗ nào, bởi vì đông người quá, không biết là chồng bạn ấy nữa. Chỉ thấy là đông người này, cũng không thấy người nhà, chưa thấy người nhà khóc. Cũng không biết là bạn ấy tự tử lý do như nào về ạ. Về đang xuống. Thôi thế ạ. Em hóng đã. Chỉ biết là bạn ấy đang mang bầu 4 tháng. Chưa, đâu, đã vớt đâu, đây này, cái chiếu này này, đắp chiếu. Em bé, em ấy là nằm, vẫn đang nằm ở dưới nước nhá. Em ấy vẫn đang nằm sấp, hai chân của em ấy thò ra chiếu. Là mình có phát được hết không, bởi vì máy mình pin cũng sắp hết rồi. Được hơn 700 người xem rồi đấy. Lâu quá, mình cũng đợi đến lúc vớt mà lâu ơi là lâu. Thế à, một số phần nhỉ. Để xem tí, dẹp lấy cái công đấy. Chết thôi, công an đang đuổi rồi. Chết rồi, công an đang đuổi rồi ạ. Nào, di chuyển đi. Đường công an đang đuổi rồi đấy.
Trôi luôn nổi luôn ở dưới cầu Ân Hòa nhá. Lùa say kìa, cho con vào đi thôi. Nó vừa lùa, nó vừa đuổi hết đi. Chưa, đây áo quan vẫn để trên mà người vẫn ở đây nhá. Đây này, em ấy vẫn đang đắp chiếu nằm ở dưới nước này. Hai chân của em ấy, màu trắng thò ra đằng ngoài chiếu nhá. Minh Đức phải đây, bạn ở từ hôm mùng 1 Tết. Mùng 1 Tết ở cầu Tình Húc đây. Hà Điệp mình cũng không biết là lúc nào vớt lên đâu chị ơi. Ừ, lâu quá mãi không cho lên. Cầu Ân Hòa Vĩnh Lợi nhá bạn ơi. Không,
phải đấy, cảng An Hòa, Tuyên Quang, Nguyễn Sơn nhá. Mãi là lỗi nhớ. Bạn ơi, ở cầu An Hòa, Vĩnh Lợi, Tuyên Quang nhá. Cầu Tính Húc xuống đây chắc là hơn chục cây. À, chắc hơn chục cây thôi. Hồng Ngọc cũng không biết là có chồng hay không, bởi vì mình đứng xa mình cũng không biết được. Đứng xa với lại mình cũng không thấy người nhà đến gần khóc. Đợi giờ nhưng mà chả biết bao giờ, bởi vì máy mình cũng sắp hết pin rồi, không biết là có phát được đến hết không. Nhá. 18 tuổi Thị Nhi Nguyễn, em ấy 18 tuổi nhá. Nên mon cũng chả biết làm sao mà mãi không thấy vớt lên này. Bạn này nổi ở cầu An Hòa, Vĩnh Lợi. Bạn ấy mang bầu 4 tháng nhảy cầu Tỉnh Phúc một Tết. Ừ, họ tự tử. Đây bạn ơi, hương ốc xác đây nhá, xác vẫn đang đắp chiếu nằm đây này, đắp chiếu hai chân bạn ấy thò ra ngoài chiếu nhá. Con đứng dưới kia ấy. Ờ đúng rồi đấy Quyền, còn vụ này ở cầu Tính Húc mới mà. Ừ,
đúng rồi đấy, bạn đây này, bạn ấy nằm ở cái chiếu này, chiếu đắp lên chốc hai cái chân của em gái đấy thò ra đây này. Phạm Chiến Công đây, bạn gái nhá. Dám xuống nơi đâu, bởi vì đường nó xa, với lại xuống tận nơi mắt mình đang muốn đau đau mắt. Hương Ốc phải đấy, bạn ấy đang nằm úp mà, bạn ấy đang nằm úp đấy. Phạm Chiến Công ở cầu An Hòa mình ấy. Bạn này nhảy cầu. Bạn này nhảy cầu nhá. Cái này đang có bầu nhá. Đang có bầu 4 tháng hay sao ấy. Mình đứng rất xa nhá. Trên cầu xa lắm. Lâu thế nhỉ?
nhớ vụ nhảy cầu trên cầu Tình Húc với anh. Tình Húc nay em bé nổi dưới cầu Bình Thầy, cầu Ân Hòa mình này. Phóng to được nhưng mà phóng to chắc sợ mờ. Cầm mình cho vào trong cầu, mình không dám thò điện thoại ra ngoài. Đã xuống rồi á? Cho gọn xe vào đi, công an nó vừa ấy đấy. Xem nhưng mà máy sắp hết pin rồi. Hương ơi, xuống đây xem đi chị Hương ơi. Hương Khiêm. Mẹ gọi ta đi cấy. Ta đang đi ăn tí về cấy cho Nhung. Đâu đâu, cấy cho ai, cho chị á? Cấy cho Nhung. Chị cấy cho thế nào?
em xem em người nhà của mình cũng nhảy đây, bây giờ nhà đang có việc như thế em... chị giúp em tắt like đi em. À, ừ. Chị xóa đi giúp em. Mọi người thông cảm nhé, mình tắt nha. Gia đình người ta đang xóa cho em nhé. Ừ. Người nhà. Vâng ạ.